Xin chào mọi người, đây là bản tin đặc biệt dành cho chị em phụ nữ chúng mình. Bản tin trị viêm ngứa vùng kín sạch phụ khoa tại nhà cùng với Hoàng Linh. Thật ra thì trước đây hồi mà xưa rồi ý, thì khi nhắc tới hai từ vùng kín hay phụ khoa, Linh biết là nhiều người sẽ cảm thấy ái ngại, e dè, không dám chia sẻ. Thậm chí là có những chị em có những dấu hiệu mắc bệnh rồi nhưng cũng không dám đến phòng khám, bởi vì sợ bị mọi người soi xét rồi nhìn mình với ánh nhìn thiếu thiện cảm. Thế nhưng bây giờ là thời đại 4.0 rồi, với một cuộc sống phát triển hiện đại như bây giờ thì việc mà chúng ta match cho nhau những sản phẩm tốt, những phương pháp để giúp nhau trở nên khỏe hơn, đẹp hơn là một việc rất văn minh và rất đáng để làm, đúng không nào? Dạo trước thì có một số người bạn của Linh biết là còn mất tới hơn 10 triệu đồng đi chữa viêm âm đạo do trùng roi gây ra. Và chắc hẳn là các chị em cũng đồng ý với Linh là một khi đã mắc các bệnh phụ khoa rồi thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của chúng mình. Vùng kín thì sẽ thường xuyên là bị ngứa, rát, tấy đỏ hoặc là đau nhức khi chúng ta tiểu tiện hoặc là đi tiểu nhiều lần, thì đặc biệt là khó chịu, khí hư ra nhiều, màu vàng xanh, mùi tanh nữa, và quan hệ vợ chồng thì đương nhiên là sẽ rất khó khăn rồi. Bản thân Linh thì nghĩ rằng không chỉ mình Linh quan tâm tới vấn đề này thôi đâu, mà rất nhiều chị em khác nữa có thể là ngại không nói ra thôi, nhưng cũng rất là quan tâm tới vấn đề này. Bởi vì sức khỏe vùng kín thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thể chất, tới tinh thần, tới chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình của chúng ta. Các bệnh phụ khoa thì thường là có những biểu hiện chung rất dễ nhận thấy, đúng không các chị em? Chúng ta thấy ngứa, thấy rát, thấy khí hư ra nhiều. Và nhận biết khí hư như thế nào thì cứ nhìn vào đáy quần lót của mình hàng ngày là biết rồi. Khi mà bạn thấy dịch nhầy này, màu trắng, màu vàng xanh và có mùi hôi thì đó chính là lúc mà cơ thể bạn biểu tình và lên tiếng rồi đấy ạ. Còn nếu như ở tình trạng nặng hơn thì đi vệ sinh hay là quan hệ tình dục bạn cũng sẽ cảm thấy đau rát vô cùng. Về nguyên nhân của những bệnh phụ khoa thì sao ạ? Vùng kín của chúng ta thì y học cũng đã chứng minh rồi, nó là một khu vực rất là nhạy cảm và thường xuyên tiết dịch. Bởi vậy cho nên là vùng kín lúc nào cũng ẩm ướt, tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh như là nấm này, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây nên những bệnh viêm nhiễm nói chung. Ngoài ra thì một số nguyên nhân khác cũng xuất phát từ chính những cái thói quen không tốt của chúng mình đấy các chị em ạ. Đó là việc vệ sinh không sạch sẽ khi đến ngày kinh nguyệt này, rồi quần lót quá chật, sử dụng dung dịch vệ sinh không phù hợp, hay là quan hệ tình dục không lành mạnh thì cũng là những nguyên nhân dẫn đến viêm nhiễm phụ khoa. Những nguy cơ của bệnh phụ khoa nếu như chúng ta không chữa trị kịp thời thì nó cũng rất là khó lường. Với căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa này, nếu không chữa trị thì nó không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta ngày một ngày hai đâu, mà thậm chí còn dẫn tới những hậu quả rất đau lòng như là ung thư cổ tử cung hay là gây vô sinh nữa. Mà Linh nói thật nhá, khi mà đã mắc bệnh phụ khoa rồi thì các chị em chắc là cũng suy nghĩ như Linh đúng không ạ? Chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Thứ nhất là cái việc chăn gối của vợ chồng thì sẽ không hòa hợp được. Sau đó là bệnh thì triền miên kéo dài sẽ khiến mình rất là khó chịu, rất là tự ti và không thể nào vui nổi rồi. Nếu như mà không may nữa gặp phải ông chồng không biết chia sẻ, không biết cảm thông, không biết động viên mình mà lại đi ra ngoài tìm những cái thú vui khác thì thực sự là rất bất hạnh. Không biết là các chị em nghĩ thế nào, chứ riêng Linh thì một khi mà đã phản bội rồi thì thôi, chấp nhận là tiễn khách luôn ạ. Bởi vì dù có say nắng hay là dù có bị đối tượng bên ngoài tấn công, hay là vì những cái lúc bất hòa hợp trong chuyện vợ chồng mà lại phản bội mình thì không thể chấp nhận được rồi, đúng không ạ? Nói gì thì nói, phụ nữ thời hiện đại Linh nghĩ là phải luôn biết quan tâm, chăm sóc, yêu thương chính bản thân mình. Phụ nữ thời hiện đại tức là sẽ đánh son mà không đánh ghen, kiếm tiền chứ không kiếm chuyện, giữ sắc chứ không giữ chồng. Thực ra thì nói thế thôi, vẫn phải giữ chứ đúng không ạ? Bởi vì không có đàn ông thì cuộc sống của phụ nữ chúng mình sẽ tẻ nhạt lắm. Các chị em phụ nữ phải nhớ nhé, chúng mình phải luôn sạch, luôn thơm thì chồng sẽ tự khắc biết nóc nhà ở đâu, đúng không nào? Nhà thì phải có nóc, và chúng mình thì chính là nóc của căn nhà, của tổ ấm. Cho nên là các ông ấy thì không cần phải giữ mà sẽ tự động trở về nhà, sẽ tự động ở bên chúng mình, đúng không nào? Và ngay bây giờ thì Linh sẽ giới thiệu với các chị em bí quyết sạch thơm, sạch phụ khoa, giữ gìn hạnh phúc của Hoàng Linh. Đó chính là sản phẩm Lady Care V. Nhìn cái giao diện thôi thì thấy là sản phẩm này có một cái màu Linh nghĩ là rất tinh tế, và chắc là nhà sản xuất thì cũng có ngụ ý muốn truyền một cái thông điệp là chúng ta, kể cả đàn ông hay đàn bà, thì hãy thật chung thủy trong tình yêu, bởi vì đó là bí quyết để gìn giữ hạnh phúc trong tình yêu cũng như trong hôn nhân, đúng không nào? Thành phần chính của Lady Care V chính là hợp chất Pacran. Đây cũng chính là ứng dụng độc quyền của tập đoàn Naturet Mỹ. Thành phần Pacran này thì nó là hỗn hợp của bột vỏ quả Nam Việt Quất. Các chị em đã nghe tới loại quả này rồi đúng không ạ? Nó có trong rất nhiều những sản phẩm chăm sóc làn da, chăm sóc sắc đẹp cho chị em, như là trong sữa này, trong sữa chua này, trong mỹ phẩm này, trong mặt nạ nữa. Loại trái cây này thì không có ở Việt Nam mình đâu, cho nên ở Việt Nam mà muốn mua thì các chị em phải ra cửa hàng trái cây nhập khẩu.
cơ ạ. Hợp chất Pacran thì rất là nổi tiếng ở các nước châu Mỹ, châu Âu và nó được ứng dụng trong rất nhiều sản phẩm chăm sóc chị em phụ nữ. Thành phần chính của Pacran là chống bám dính các vi khuẩn có hại ở trong đường tiết niệu, niêm mạc tử cung của mọi người, từ đó thì sẽ đẩy viêm nhiễm ra bên ngoài. Ngoài ra thì nó còn giúp cân bằng độ pH, ngăn ngừa khả năng tái nhiễm. Khi mà tìm hiểu về Lady Kevi thì các chị em sẽ biết được rằng sản phẩm này có nguồn gốc xuất xứ rất là an toàn, lành tính và đã được cấp phép lưu hành bởi Bộ Y tế. Thế cho nên các chị em có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thậm chí là thời sự y tế 24 giờ của VTV1 thì cũng đã từng đề cập tới sản phẩm này rồi. Nói về cách sử dụng Lady Kevi thì cực kỳ là đơn giản và tiện lợi. Sản phẩm này thì được bào chế dưới dạng viên uống. Các chị em cứ nghĩ mà xem, trong cuộc sống phát triển bận rộn như thế này với rất nhiều vai trò trong công việc rồi chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng con, mà về đến nhà chăm sóc bản thân, chăm sóc cơ thể mình mà lại còn phải xông thuốc hay là đặt thuốc thì linh ốm mất. Chưa kể là việc đặt thuốc thì còn rất là mất vệ sinh, nó còn có nguy cơ là tiêu diệt những lợi khuẩn có lợi trong môi trường âm đạo của chị em chúng mình nữa. Chị em nào mà bị viêm nhiễm phụ khoa nặng thì sẽ uống giúp Linh là 6 viên một ngày chia làm 2 lần. Khi mà tình trạng đã được cải thiện và đã nhẹ đi một chút rồi thì chúng ta sẽ giảm xuống là 4 viên một ngày chia làm 2 lần. Với các chị em mà bị tình trạng đau bụng khi mà kinh nguyệt hoặc là kinh nguyệt không đều thì mình cũng có thể dùng 2 viên một lần và một ngày 2 lần, tức là một ngày 4 viên đấy ạ. Thuốc rồi. Lady Care chắc chắn sẽ giúp cho bạn điều hòa kinh nguyệt và sạch phụ khoa một cách vô cùng hiệu quả. Khi mà Linh mới sử dụng sản phẩm này thì thú thật là cũng hơi giật mình, lo lắng hoảng hốt một chút, bởi vì là mình thấy khí hư rồi dịch nhầy thì nó ra nhiều quá, nó còn nhiều hơn cả lúc trước khi có bệnh ý ạ. Nhưng mà sau khi được tư vấn kỹ càng thì mình cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều, và các chị em thì cũng hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì đó mới chính là lúc mà hợp chất Pacran trong bột Nam Việt Quất tác dụng và nó đang đẩy tất cả những vi khuẩn có hại và viêm nhiễm ra ngoài cơ thể bạn. Cứ duy trì sử dụng thì các chị em sẽ thấy hiệu quả rất là kỳ diệu chỉ sau 1 tháng sử dụng sản phẩm mà thôi. Khí hư thì sẽ bớt dần đi, sạch sẽ hoàn toàn và vùng kín của các chị em thì sẽ không còn mùi hôi nữa. Thay vào đó thì nó sẽ khỏe mạnh, se khít, hồng hào. Từ đó thì câu chuyện ân ái, chăn gối vợ chồng thì nó sẽ trở nên rất là tuyệt vời, mặn nồng hơn rất nhiều. Linh nghĩ rằng với chị em phụ nữ chúng mình thì nhất định là phải biết quan tâm, chăm sóc và yêu thương bản thân. Thì từ đó chúng ta mới có thể tận hưởng cuộc sống một cách hạnh phúc trọn vẹn được. Sau đó thì có thể lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực và hạnh phúc tới những người xung quanh. Chúc cho các chị em một nửa xinh đẹp của thế giới sẽ luôn khỏe mạnh, luôn trẻ đẹp và hấp dẫn với người bạn đồng hành Lady Kevin nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.